Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách trồng phai lang lấy củ trong chậu. Thì đầu tiên mình chọn cái dây phai lang giống các bạn. Mình chọn dây bánh tẻ ha, nó không không non và cũng không già. Mình cắt cái phần đọt cái phần ngọn các bạn dài khoảng 60 cm, mình chia làm hai đoạn. Mình chỉ lấy hai đoạn ở cái phần ngọn thôi các bạn. Cái phần ngọn là cái mình làm giống là tốt nhất ha. Rồi đất để trồng cái phai lang này thì mình dùng 40% đất thịt nhẹ hoặc là đất cát pha, 20% phân chuồng đậu hũ hoai như là phân bò hoặc là phân gà, phân chuồng quế đều được. Thì sơ dừa, chấu sống, cho cháu với vỏ đậu phộng mỗi thứ 10%. Rồi mình cho thêm cái nấm Chico de Ma. Chọn thêm cái nấm Chico de Ma này. Rồi mình trộn đất với phân đều các bạn. Rồi hôm nay mình trồng vào cái chậu này. Cái chậu này thì có đường kính 60 cm và cái chiều cao chiều sâu xuống khoảng 30 cm. Thì mình chọn cái chậu có cái chiều sâu một chút nha các bạn, từ khoảng 25-30 cm trở lên nha, để cho cái củ phai nó phát triển. Bây giờ mình cắt cái dây phai lang giống này ra chia làm hai đoạn các bạn. Rồi bây giờ mình trồng cái chậu này hai dây. Bây giờ mình cho cái dây nó xuống khoảng dưới đất các bạn, khoảng 5 cm ha. Mình ghim cái phần xuống đất là phải chiều dài là khoảng 20 cm, còn mình cho cái phần mà nó hướng ở trên mặt đất nè khoảng 10 cm. Bây giờ mình lắp đất lại. Đó, mình cho một cái đoạn nó còn ở trên cái mặt đất nè khoảng 10 cm, còn mình lắp cái đoạn ở phía này thì khoảng 20 cm. Hôm nay phai lang trồng được 10 ngày rồi các bạn. Hôm nay nó đâm những cái tược nè các bạn. Hôm nay mình tưới phân cho phai lang các bạn. Hôm nay mình tưới phân bánh dầu, thì các bạn cũng có thể tưới phân đạm cá ha.
tháng đầu tiên thì mình tưới phân bánh dầu hoặc là phân đạm cá, khoảng 10 ngày mình tưới phân một lần. Hôm nay khoai lang trồng được 45 ngày các bạn. Thì hôm nay mình bón phân vuông gốc. Hôm nay mình bón loại phân gà viên nén nè các bạn. Rồi đất dưới phân để mình vuông gốc thì mình lấy đất ha, rồi mình trộn thêm cái các loại phân chuồng đã ủ hoai mục như là phân bò, phân gà hoặc là phân chuồng quế. Rồi mình trộn thêm cho cháu với cháu sống rồi các bạn, để cho nó đất nó tơi xốp là được. Bây giờ mình sẽ rải cái phân viên gà nén này các bạn, mình rải xung quanh gốc ha. Sau đó thì mình cho đất với phân đã trộn rồi nè các bạn. Mình cho đất dưới phân mình vuông gốc rồi các bạn, thì mình tưới nước. Nếu mà cái dây khoai lang mình nó bò ở đất các bạn, thì mình thường xuyên nhấc cái dây khoai lang lên cho cái rễ nó bám nè các bạn. Mình chỉ tập trung cái phần rễ trong chậu thôi, phần gốc thôi, thì nó bám nè. Mình nhắc cái dây lên, không cho cái rễ nó bám xuống phần cái ngọn dây khoai lang này. Đây, cái rễ nó bám nè. Hôm nay khoai lang trồng được hơn 4 tháng rồi các bạn. Thì hôm nay mình sẽ thu hoạch khoai lang. Thường thì khoai lang mình trồng trên dưới 4 tháng là thu hoạch được các bạn. Thì các bạn xem những cái lá mà gần cái gốc các bạn, nó chuyển sang màu vàng ha, thì mình có thể thu hoạch được nè. Hoặc là mình thu hoạch, mình đào lên thử rồi mình cắt cái củ khoai ra, nếu mà nó có ít mủ thì mình có thể thu hoạch được. Đây, mình sẽ cắt cái dây. Cái củ nó lòi lên luôn rồi nè các bạn. Đây, củ này quá to.
Cái này to quá. Nó thu hoạch nó chậu lên đây luôn. Trong chậu thì ngày nào mình cũng tưới nước các bạn, tưới nước vào buổi sáng. Rồi, video chia sẻ cách trồng khoai lang trong chậu của mình đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.